Tiết lộ lấy một nhánh tỏi xoa vào chỗ này ngủ ngon tới sáng, gan thận khỏe như voi, sống thọ 120 tuổi. Cô bác thân mến, tỏi từ xưa đến nay được xem là nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ngoài công dụng làm cho món ăn thêm dậy mùi, tỏi còn được xem là thực phẩm vàng trị bách bệnh. Với những lợi ích tuyệt vời phải kể đến như trị cảm cúm, đau bụng, cảm lạnh, ổn định huyết áp, lọc máu, tốt cho gan thận, trị mất ngủ, đau xương khớp, thậm chí phòng chống ung thư đó ạ. Đặc biệt trong đông y có bài thuốc bằng tỏi, lấy tỏi tươi xoa ba chỗ này, ngủ say đến sáng trị bách bệnh, sống thọ trên 120 tuổi. Vậy để biết nên xoa tỏi vào ba chỗ nào trên cơ thể, công dụng của nó ra sao thì xin mời cô bác cùng đón xem video dưới đây nhé. 1. Xoa tỏi lên các khớp xương trị đau xương khớp. Theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Phương, phó giám đốc chuyên môn Nhất Nam Y Viện cho biết, trong tỏi có những thành phần có tác dụng vô cùng tuyệt vời cho hệ xương khớp như Olicin, Silen có tác dụng chống nhiễm khuẩn, giảm cơn đau của bệnh viêm khớp vô cùng hiệu quả. Trong tỏi rất giàu các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ sụn khớp, ngăn ngừa tổn thương, chống lão hóa xương. Các chất khoáng như canxi, magie, sắt, kali, phốt pho cung cấp dinh dưỡng giúp xương chắc khỏe, khỏe mạnh. Trong tỏi còn có cholesterol có lợi giúp lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn trong cơ thể, điều hòa nuôi dưỡng các mô khớp hoạt động dễ dàng hơn. Để đạt được hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất, cô bác cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến cũng như khâu bảo quản để đảm bảo chất lượng của rượu tỏi. Cô bác hãy chuẩn bị 40g tỏi trắng khô bóc vỏ, thái thành từng lát nhỏ cho vào bình ngâm cùng 100ml rượu nếp trong vòng 10 ngày. Thỉnh thoảng nên lắc đều bình rượu, khi ngâm rượu sẽ chuyển từ màu trắng sang màu vàng ngà và cuối cùng là vàng đậm. Cách dùng rượu tỏi trắng, sử dụng một thìa cà phê cho một lần uống, mỗi ngày uống 2 lần vào sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Có thể pha thêm với nước ấm cho dễ uống, thông thường một bình rượu có thể sử dụng trong vòng 20 ngày. Do đó, để sử dụng liên tục, cô bác nên ngâm gối rượu khi bình rượu trước đã sử dụng được 10 ngày. 2. Xoa tỏi vào lòng bàn chân. Được biết, phương pháp này lần đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản, sau đó lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Giã nát rồi xoa tỏi vào lòng bàn chân trước khi có một giấc ngủ dài qua đêm, được ví như một miếng dán thải độc. Giúp lưu thông máu, loại bỏ hết độc tố trong cơ thể chỉ trong một đêm. Chưa kể phương pháp này còn làm giảm đau khớp, giảm mệt mỏi và đặc biệt có thể chấm dứt những cơn đau đầu hành hạ bạn do căng thẳng, stress gây ra. Ngoài ra, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, cô bác lấy 2-4 tép tỏi và 1/2 củ hành tây lột sạch vỏ và băm nhỏ. Sau đó đun sôi một lượng nước vừa đủ rồi cho tỏi và hành tây vào nồi khuấy đều. Đun đến khi thành hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp để nguội rồi đổ vào giữa miếng gạc. Tiếp theo, dán miếng gạc lên lòng bàn chân và đeo thêm đôi tất ở bên ngoài miếng dán để cố định qua đêm. Sáng hôm sau, thấy tỏi hành chuyển sang màu đen thì đồng nghĩa với việc cô bác đã thanh lọc cơ thể thành công rồi đó ạ. Nhưng cô bác lưu ý giúp tôi, không nên dùng tỏi với số lượng lớn, bởi các hoạt chất chứa trong tỏi có thể gây kích ứng da, dẫn đến phồng rộp hoặc bong chóc da. Do đó, để đảm bảo an toàn tốt, cô bác nên dùng với liều lượng vừa phải và chỉ nên áp dụng từ 1-2 lần mỗi tuần, không nên quá lạm dụng kẻo lợi bất cập hại sức khỏe. 3. Xoa tỏi vào lòng bàn tay. Chắc hẳn ở đây có rất nhiều cô bác có thói trước khi đi ngủ sẽ xem chương trình TV hoặc là chơi điện thoại đúng không ạ? Tuy nhiên làm như vậy thì thật lãng phí thời gian đấy cô bác ạ. Thay vào đó, cô bác hãy làm như tôi 5 phút trước khi ngủ, xoa tỏi vào lòng bàn tay thì không những ngủ ngon mà chữa được cả bệnh ho, cảm cúm, đau họng cực hiệu quả. Trước tiên, cô bác chỉ cần giã nát tỏi, trộn theo tỷ lệ 1 phần tỏi và 3 phần hành. Cô bác xoa rồi sau đó buộc vào huyệt hợp cốc ở bàn tay trước khi đi ngủ và để qua đêm. Vì tỏi có tính ấm nên khi xoa vào lòng bàn tay sẽ giúp máu tuần hoàn tốt hơn, làm ấm cơ thể nhanh hơn. Hành lá sẽ hỗ trợ cô bác tránh bị phồng rộp và bỏng da. Không chỉ vậy, tính kháng khuẩn có trong tỏi rất cao nên khi xoa vào lòng bàn tay sẽ bảo vệ cô bác khỏi các bệnh như viêm họng, cảm cúm hoặc cảm lạnh. Ngoài ra, trong tỏi có chứa nhiều vitamin B1, B6 giúp chống lại chứng mất ngủ, thúc đẩy sản xuất hormone khiến chúng ta ngủ ngon hơn và khi thức dậy sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi biết là nhiều cô bác sẽ thấy khó chịu với mùi tỏi sống trong trường hợp này, thì cô bác có thể dùng tinh dầu tỏi đã để thay thế.
Còn nếu cô bác vẫn đang thắc mắc chưa biết huyệt hợp cốc ở đâu, thì chỉ cần úp bàn tay xuống, khép ngón tay cái và trỏ lại với nhau. Điểm cuối giữa hai khe ngón này chính là huyệt của vị trí huyệt hợp cốc đấy ạ. 4. Xoa tỏi lên vùng trán. Sở dĩ có được công dụng như trên là nhờ tỏi chứa hợp chất chống viêm, trong đó có olicin và các hợp chất lưu huỳnh khác. Chúng có khả năng giải tỏa căng thẳng, lo lắng, giúp giảm nhanh triệu chứng đau đầu, nhức óc. Cùng với các hợp chất có trong tỏi có thể giúp mở rộng mạch máu và cải thiện lưu thông máu lên não, ngăn ngừa bệnh thiếu máu não, rối loạn tiền đình cực hiệu quả. Ngoài cách bọc tỏi đã giã vào trong một miếng vải sạch rồi xoa lên trán mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ để giảm đau nhức, thì cô bác có thể áp dụng mẹo nhét tỏi vào tai cũng đem lại hiệu quả tương tự. Cô bác chỉ cần bóc hai tép tỏi có kích thước phù hợp với tai, sau đó nhét vào hai bên lỗ tai giống như đeo tai nghe. Sau vài phút, sức nóng của tỏi sẽ lan tỏa trong tai, giúp cô bác cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bác có thể để tỏi qua đêm nếu cơn đau kéo dài. Mẹo chữa đau đầu bằng tỏi này không chỉ dễ thực hiện mà còn phù hợp với những cô bác nào không ăn được tỏi đấy ạ. 5. Chữa đau răng cấp tốc. Tình trạng đau răng có thể do rất nhiều nguyên nhân gây ra như cắn, nhai phải thức ăn quá cứng hoặc các bệnh lý nặng như sâu tủy răng, viêm chân răng. Dù do bất kỳ nguyên nhân nào, cô bác cũng có thể nhanh chóng giảm bớt cảm giác khó chịu này bằng các mẹo dân gian đơn giản, hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà chỉ bằng một nhánh tỏi. Cách thực hiện như sau. Cô bác chuẩn bị vài tép tỏi đã lột sạch vỏ, rán nhuyễn và đập dập ra, sau đó đắp phần tỏi này lên vùng huyệt sâu răng. Phương pháp này nên được thực hiện 2-3 lần mỗi ngày. Mỗi lần 10-15 phút sẽ cải thiện đáng kể tình trạng răng đau nhức. Ngoài ra, cô bác có thể kết hợp với gừng và muối để gia tăng hiệu quả nhé. Để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và giao tiếp, thì cô bác hãy đắp vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ để hạn chế mùi tỏi gây ra khó chịu nhé. Chữa viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa là tình trạng tổn thương trên da do tác động của môi trường, hệ miễn dịch. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây vẫn là loại bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của người mắc. Có nhiều phương pháp chữa viêm da cơ địa và sử dụng tỏi là một trong những phương pháp hiệu quả và an toàn được nhiều người áp dụng nhất. Khi gặp tình trạng viêm nhiễm da, cô bác có thể tận dụng tỏi ngâm rượu như chúng tôi hướng dẫn ở trên, thoa đều lên vùng da bị viêm, kiên trì áp dụng cách này đều đặn mỗi ngày một lần, các triệu chứng của bệnh sẽ dần được cải thiện. Lưu ý là cô bác nên thoa rượu vào buổi tối, để yên như vậy đến sáng hôm sau rồi rửa sạch lại với nước. Khi mới thực hiện, da sẽ hơi rát, sau vài lần thực hiện, tình trạng này sẽ không còn nữa. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận. Bản biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại!